Mến chào quý vị khán giả đang cùng đến với Việt Nam Ngày Mới trực tiếp trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Và thưa quý vị, đêm qua chắc hẳn là một đêm đáng nhớ với những ai yêu cái đẹp, bởi tối qua đã diễn ra đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Vượt qua 40 thí sinh, Nguyễn Thị Ngọc Châu đã giành được chiếc vương miện quý giá và trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Cô sẽ đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2022 vào cuối năm nay. Vâng ạ, và xin được gửi lời chúc mừng đến cho Nguyễn Thị Ngọc Châu và hy vọng rằng là trong 2 năm đương nhiệm của mình thì tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sẽ để lại nhiều ấn tượng đẹp cũng như là sẽ có thể giành được một kết quả thật là tốt tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung sẽ có trong Việt Nam Ngày Mới sáng Chủ nhật hôm nay. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã ra công điện số 14 yêu cầu lãnh đạo công ty thủy điện Hòa Bình phải mở thêm cửa xả đáy thứ hai để tiếp tục rút bớt lượng nước tích trên hồ chứa. Trước tình hình tiêm vaccine phòng Covid-19 của một số địa phương khu vực phía Nam còn chậm, Bộ Y tế đề nghị cần đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine phòng Covid-19. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã ra công điện số 14, yêu cầu lãnh đạo công ty thủy điện Hòa Bình phải mở thêm cửa xả đáy thứ hai để tiếp tục rút bớt lượng nước tích trên hồ chứa. Hiện nay, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình vẫn ở cao trình 107,63m, trong khi lưu lượng nước về hồ là 4.482 m³ trên giây, lưu lượng xả là 3.957 m³ trên giây. Do đó, căn cứ theo khoản 1, điều 7, quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng được ban hành tại quyết định số 740 của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình sẽ mở cửa xả đáy thứ hai từ 15 giờ chiều ngày 25 tháng 6. Thưa quý vị, dịch COVID-19 tại Việt Nam đang được kiểm soát tốt, đặc biệt giảm mạnh số ca mắc mới, số ca bệnh nặng và tử vong. Tuy nhiên, theo WHO, tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến khó lường, nhất là nguy cơ xuất hiện các biến thể mới có thể làm cho dịch bệnh trở nên phức tạp và gia tăng trở lại. Hai biến thể phụ BA4 và BA5 đang xuất hiện tại nhiều quốc gia trên thế giới, làm gia tăng ca mắc ở một số quốc gia và biến thể này có nguy cơ xâm nhập vào nước ta. Thực tế, trong nước đang xuất hiện tâm lý lơ là, chủ quan, mất cảnh giác cộng với tiến độ tiêm vaccine còn chậm. Theo chuyên gia, để phòng dịch trong tình hình mới, người dân cần phòng tránh bệnh bằng cách khử khuẩn, đeo khẩu trang ở những nơi nguy cơ cao, hạn chế hoặc không tiếp xúc với người có triệu chứng nghi ngờ. Đặc biệt, những người chưa tiêm vaccine mũi 3 thì nên đi tiêm. Những người cao tuổi, có bệnh nền, suy giảm miễn dịch thì tiêm vaccine mũi thứ tư để có thể phòng bệnh trước các biến chủng mới có thể xuất hiện trong tương lai. Trước tình hình tiêm vaccine COVID-19 của một số địa phương khu vực phía Nam còn chậm, thì Bộ Y tế đã đề nghị cần đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19, đặc biệt đối với thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh phía Nam phải nâng tỷ lệ cao hơn nữa. Hiện tốc độ tiêm chủng rất chậm so với các tỉnh miền Trung và phía Bắc. Theo đó, thì trước ngày 30 tháng 6, các tỉnh thành phía Nam phải tiêm hết lô vaccine phòng COVID-19 đã được phân bổ. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có báo cáo kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của thành phố. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công cấp thành phố đến nay là hơn 3.375 tỷ đồng, chỉ đạt 14,5% kế hoạch. Về kết quả giải ngân theo ngành, lĩnh vực, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết lĩnh vực văn hóa đạt cao nhất với 238 trên tổng 493 tỷ đồng, đạt 48,3% kế hoạch. Các lĩnh vực hạ tầng tái định cư, tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân đứng thứ hai 31,3% kế hoạch. Lĩnh vực giáo dục đào tạo và giáo dục dạy nghề đứng thứ ba 19,7% kế hoạch. Tuy nhiên, lĩnh vực giao thông, lĩnh vực y tế, dân số và gia đình chỉ đạt 10 đến 12% kế hoạch. Nhiều lĩnh vực đạt dưới 10%. Đáng chú ý, lĩnh vực môi trường chỉ đạt 1%. Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước chỉ đạt 1 trên tổng số 272 tỷ đồng, nghĩa là đạt 0,4% kế hoạch. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HORIA kiến nghị quy định việc thanh toán trong giao dịch kinh doanh bất động sản phải qua ngân hàng để làm tăng tính minh bạch của thị trường bất động sản, chống thất thu ngân sách nhà nước.
Horea cho rằng kiến nghị này sẽ làm tăng tính minh bạch của thị trường bất động sản, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, chống thất thu ngân sách nhà nước và góp phần phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực này. Theo Horea, hiện nay thị trường bất động sản Việt Nam vẫn còn thói quen thanh toán bằng tiền mặt, vàng, ngoại tệ nên chưa đảm bảo được tính minh bạch. Thậm chí có trường hợp giá mua bán, giá thuê mua nhà ở ghi trong hợp đồng thấp hơn rất nhiều so với giá giao dịch thật sự. Cúng rừng là lễ hội độc đáo, là nét văn hóa truyền thống tâm linh của người dân vùng cao. Các khu rừng cấm được coi là đất thiêng, được nhân dân gìn giữ từ đời này qua đời khác. Tất cả mọi người đều không được vào rừng để khai thác và chặt phá. Lễ hội được tổ chức vào ngày Thìn tháng 6 âm lịch, với mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu, cầu thần rừng trong năm không nổi giận, để những cánh rừng sinh sôi nảy nở nuôi sống con người. Nuôi vật được thịnh, cây trồng được quả, bội thu, dân được bình yên, bệnh dịch lùi xa, nhà nhà no ấm, thuận hòa, bình an, muôn dân hạnh phúc. Cúng rừng của người Mông Sĩ Ma Cai thì đã được gìn giữ bao đời nay, ngoài ý nghĩa linh thiêng, cầu cho mùa màng tốt tươi thì cũng có ý nghĩa khác là góp phần giáo dục cho con cháu cũng như là đồng bào gìn giữ bảo vệ rừng cũng như là giữ rừng nguồn nước cũng như là các cái nét đẹp văn hóa. Mà cái lễ hội cúng rừng của Mông Sĩ Ma Cai thì trong thời gian vừa qua thì cũng đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Sau phần nghi lễ, người dân các thôn đã cùng nhau bàn bạc và thống nhất ký cam kết thực hiện các quy ước, hương ước về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. Thưa quý vị, ngày cuối tuần thì trên các mặt báo cũng có rất nhiều bài viết được độc giả quan tâm. Hãy cùng chúng tôi điểm qua. Việc chống thất thoát, thất thu thuế hoạt động thương mại điện tử đang là bài toán nan giải với cơ quan thuế nói riêng và các ngành, các cấp nói chung. Gian nan với bài toán chống thất thu thuế thời công nghệ số, đây là bài viết nổi bật được đăng trên Thời báo Tài chính Việt Nam. Một trong những khó khăn là không xác định được căn cứ tính thuế, điển hình là quảng cáo trực tuyến và các hoạt động tương tác thông qua nền tảng mạng xã hội. Ngoài ra, trong nền kinh tế số, rất khó phân biệt một số loại thu nhập, đặc biệt là bản quyền, phí dịch vụ và lợi nhuận kinh doanh. Do đó, rất khó để xác định số tiền chi trả cho bản quyền, phí dịch vụ hay lợi nhuận kinh doanh. Theo Thời báo Tài chính Việt Nam, thì mặc dù ngành thuế đang sử dụng nhiều biện pháp để rà soát, truy vết thông tin, tuy nhiên số thu thực sự chưa tương xứng với tiềm năng phát triển. Sau gần 6 năm vận hành, khai thác, tuyến xe buýt nhanh BRT01 của Hà Nội không chỉ bộc lộ hàng loạt sai phạm, lãng phí, đội giá mà hiệu quả khai thác chỉ như xe buýt thường. Chuyên gia cho rằng một khi đã không hiệu quả thì nên dẹp sớm, bài viết trên báo điện tử VOV. Do phải dành riêng một làn để cho xe buýt BRT ưu tiên lưu thông nên các tuyến đường có xe buýt BRT đi qua luôn trong tình trạng kẹt xe. Người đi xe máy phải trèo lên vỉa hè để đi. Báo điện tử VOV cho rằng, sau gần 6 năm vận hành, khai thác, tuyến BRT01 không những chưa đem lại những hiệu quả như kỳ vọng mà còn để lại nhiều hệ lụy. Đối với một dự án thử nghiệm, đúng là cần có thời gian để đánh giá. Tuy nhiên, với tuyến BRT01 Hà Nội hoạt động 4-5 năm qua vẫn không có hiệu quả hoặc hiệu quả thấp thì cần phải có giải pháp để bố trí lại sao cho phù hợp. Thời điểm hiện tại thì lên mạng tìm vé máy bay của Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways cho các chuyến bay đến các địa điểm du lịch nội địa vào cuối tháng 6 và tháng 7. Hành khách không khỏi bất ngờ khi mà giá vé nhảy múa theo từng ngày. Nhiều tờ báo lớn thì đã bình luận về chủ đề này. Theo báo điện tử VTV, một trong những nguyên nhân khiến giá vé máy bay tăng mạnh là nhu cầu đi du lịch dịp hè tăng rất cao. Cùng với sự phục hồi của kinh tế, xã hội, lượng khách du lịch nội địa 5 tháng đầu năm 2022 của Việt Nam tăng 243% so với cùng kỳ năm 2021, với tổng lượng khách nội địa lên đến 48,6 triệu lượt. Đặc biệt, theo nhiều chuyên gia, giá vé máy bay tăng mạnh xuất phát từ yếu tố đặc biệt quan trọng, đó là giá xăng đang không ngừng lập đỉnh. Kể từ đầu năm 2022, giá xăng dầu liên tục tăng và có mức tăng cao nhất trong 8 năm trở lại đây, kể từ tháng 7 năm 2014. Chuyển sang bài viết trên báo Đại Đoàn Kết.
Theo nhận định của giới chuyên gia, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, nhưng đến nay còn nhiều bất cập, thiếu các quy định, hướng dẫn nên việc thu hút đầu tư PPP trong lĩnh vực giao thông đường bộ chưa được như kỳ vọng. Theo báo Đại Đoàn Kết, các nhà đầu tư quá mệt mỏi khi cơ quan quản lý các dự án này với vốn tư nhân đầu tư chiếm 80% nhưng được đối tác soi vào đủ thứ. Quy định pháp luật trong đầu tư theo phương thức đối tác công tư đặt quan hệ giữa nhà nước và nhà đầu tư bình đẳng, hài hòa lợi ích các bên. Tuy nhiên, trong khi cơ quan nhà nước yêu cầu nhà đầu tư phải thực hiện nhiều cam kết, nếu không thực hiện đúng sẽ bị xử lý vi phạm, nhưng ở chiều ngược lại, cơ quan nhà nước trong các trường hợp không thực hiện đúng cam kết làm ảnh hưởng đến phương án tài chính của dự án, gây thiệt hại cho nhà đầu tư, ngân hàng thì không có chế tài xử lý. Thưa quý vị, tiếp tục với chương trình sáng nay thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi cập nhật những tin tức liên quan đến hoạt động Quốc hội. Và chị Hương Quỳnh tại thủ đô Hà Nội sẽ chuyển tải những thông tin này đến cho quý vị. Xin mời chị Hương Quỳnh ạ. Vâng, xin được cảm ơn chị Nga Quỳnh. Thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu những thông tin về hoạt động của Quốc hội trong chương trình Việt Nam ngày mới hôm nay. Vào chiều tối qua, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Budapest bắt đầu chuyến thăm chính thức Hungary theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hungary, Quevedo Laszlo. Sau đón đoàn tại sân bay có Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary István Jakob, đại sứ Việt Nam tại Hungary cùng với các kiều bào. Trong 3 ngày thăm và làm việc tại Hungary, dự kiến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hungary, chào Tổng thống, hội kiến Thủ tướng Hungary, gặp một số chính đảng tham chính, tiếp đại diện của Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu và đại diện một số tập đoàn doanh nghiệp Hungary đang có dự án đầu tư hợp tác với Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ tham dự tọa đàm kinh tế thương mại đầu tư, tọa đàm về công tác lập pháp, tọa đàm về hợp tác giáo dục giữa hai nước. Trong khuôn khổ chuyến thăm sẽ có một số cuộc làm việc của lãnh đạo các bộ ngành địa phương với đối tác tương ứng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng sẽ có cuộc gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hungary và một số nước lân cận. Quan hệ Việt Nam-Hungary thời gian qua phát triển tích cực kể từ khi hai bên nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện nhân chuyến thăm Hungary của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2018. Đặc biệt trong các lĩnh vực truyền thống, tiềm năng như là giáo dục, đào tạo, kinh tế, thương mại, đầu tư. Trên nền tảng này, thì chuyến thăm chính thức Hungary của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, được kỳ vọng sẽ làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước, đẩy mạnh hợp tác đi vào chiều sâu, cụ thể, thực chất. Về hợp tác kinh tế, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam Hungary năm 2021 duy trì mức 1,1 tỷ đô la Mỹ dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Hungary là một trong số các quốc gia tích cực ủng hộ việc ký kết và phê chuẩn hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU EVFTA và cũng là quốc gia đầu tiên phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU EVIPA. Hungary không chỉ đã bỏ phiếu cho Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU, EVFTA, mà còn là nước đầu tiên ủng hộ việc ký kết hiệp định. Bởi Hungary luôn luôn ủng hộ tự do thương mại toàn thế giới. Chúng tôi cho rằng, qua hiệp định này, đối với Việt Nam, Hungary có thể là cửa ngõ cho cả thị trường EU với hơn 400 triệu dân. Và ngược lại, đối với Hungary, Việt Nam có thể là cửa ngõ đi vào thị trường ASEAN. Tăng cường hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư cũng chính là một điểm nhấn quan trọng trong chuyến thăm chính thức Hungary của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam. Trong các thành phần đoàn của đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thì cũng có các thành viên của chính phủ, thì cũng sẽ có những cái trao đổi để mà tăng cường cái quan hệ hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực. Và trong chuyến thăm thì cũng sẽ tổ chức cái diễn đàn kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước để thúc đẩy cái quan hệ thương mại đã phát triển rất là mạnh mẽ. Chuyến thăm này rất quan trọng với có chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam nhằm tăng cường cái quan hệ đối tác toàn diện cũng như quan hệ nghị viện rất tốt đẹp của Hungary và Việt Nam trong thời gian qua. Và nhân chuyến thăm này thì sẽ thúc đẩy cái quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước mà năm 2020 đã đạt đến 1,3 tỷ đô. Đây là một cái con số hết sức ấn tượng. Chuyến thăm đặc biệt sẽ góp phần nâng tầm hợp tác nghị viện song phương với việc ký thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội cho giai đoạn tiếp theo. Hai bên cũng sẽ phối hợp tổ chức tọa đàm lập pháp giữa hai quốc hội lần thứ tư
về hoàn thiện khung pháp lý về giảm phát thải khí nhà kính, năng lượng tái tạo và kinh tế xanh. Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Trần Quang Phương làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021. Qua giám sát, các thành viên của đoàn giám sát cho rằng tình hình khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, tỷ lệ khiếu nại là hơn 77%. Nội dung làm việc chủ yếu tập trung về thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Riêng tại thành phố Phú Quốc, nội dung khiếu nại trong lĩnh vực đất đai chiếm hơn 96%, có nguy cơ ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự xã hội. Trên địa bàn tỉnh, kết quả giải quyết khiếu nại cho thấy tỷ lệ sai phạm trong quản lý chiếm gần 1/3 vụ việc, hơn 32%. Về tố cáo, tỷ lệ tố cáo đúng và tố cáo có đúng, có sai chiếm hơn 48%. Chia sẻ với những kết quả của tỉnh Kiên Giang trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị tỉnh chỉ đạo người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc tiếp công dân, nhất là tiếp công dân của người đứng đầu. Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cần đảm bảo đúng quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, thời hạn, thời hiệu giải quyết. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra công vụ về trách nhiệm tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là những lĩnh vực phát sinh nhiều khiếu nại tố cáo phức tạp trên địa bàn hiện nay như đất đai, môi trường, các khiếu nại tố cáo liên quan đến trình tự thủ tục tố tụng đối với các cơ quan tư pháp. Đối với các vụ việc phức tạp kéo dài tồn đọng đông người, đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan hữu quan, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương cũng như các cơ quan có liên quan địa phương để xử lý dứt điểm vụ việc, tránh phát sinh các điểm nóng khiếu kiện phức tạp ở địa phương. Đối với 5 vụ việc cụ thể mà đoàn giám sát tại buổi làm việc, trưởng đoàn giám sát đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng báo cáo, giải trình, làm rõ thêm thông tin, nội dung về từng vụ việc và gửi thường trực đoàn giám sát trước ngày 10 tháng 7 năm 2022. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng đề nghị tỉnh Kiên Giang tiếp thu tối đa các ý kiến của đoàn giám sát, trọng tâm là xung quanh lĩnh vực đất đai, việc áp dụng Điều 62 Luật Đất đai, việc thanh tra công vụ, kiểm sát, giải quyết khiếu nại tố cáo. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận vừa có buổi khảo sát việc xử lý tro xỉ và bảo vệ môi trường tại Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân. Khảo sát thực tế tại các hộ dân sống cạnh nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, người dân phản ánh khi trời gió lớn, khu dân cư phải chịu ảnh hưởng bởi khói, bụi, bên cạnh đó là tiếng ồn khi nhà máy vận hành. Mặc dù được biết, tỉnh Bình Thuận có chủ trương di dời 400 hộ dân cạnh khu vực nhà máy, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Ví dụ người dân ở đây người ta cũng mong muốn các anh chị để giải quyết cách sao để cho những cái khói bụi đó đi, nó không còn khói bụi nữa, để cho người dân khỏi ảnh hưởng. Nhất thiết là những cái bệnh đau, ốm đau như chẳng hạn nó là ho hấp hoặc là ngứa ngáy gì đó. Làm mấy cái đó ở đây người ta đều có hết. Làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận và đại diện các nhà máy tại Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội Lê Quang Huy cho rằng đề án di dời các hộ dân cạnh nhà máy là cần thiết nhằm tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và hoạt động của nhà máy. Đoàn sẽ giám sát và đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận cùng các cơ quan liên quan phối hợp để thực hiện. Với cái trách nhiệm là đại biểu Quốc hội, thế rồi là đoàn đại biểu Quốc hội cũng sẽ có cái giám sát. Thế thì bây giờ liên quan đến cái di dời những hộ dân này, chúng tôi thấy nó nổi lên, nó có mấy cái này. Cái đầu tiên đó là liên quan đến cái nguồn lực kinh phí. Để chúng tôi hỏi sơ bộ cái nguồn lực cũng phải ít, cũng phải cỡ khoảng 3-4 ngàn tỷ để theo những cái sơ bộ ban đầu đối với 300-400-500 cái hộ dân ở đấy. Đấy, bởi vì câu chuyện nó đền bù, rồi là xây dựng cái khu mới, còn câu chuyện đó này giải tỏa, vân vân. Thế rồi là có những cái đào tạo nghề, vân vân. Thế rồi là một vấn đề thứ hai nữa, đó là cái quy hoạch cái địa điểm như anh Tuấn, Phó Tỉnh Ủy ban Nhân dân của Tuy Phong có nêu, tức là để đảm bảo cho người dân cũng phải có cái nơi sinh sống, người ta cũng phải có cái sinh kế người ta. Riêng về vấn đề tiêu thụ tro xỉ, các nhà máy tại Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật sử dụng tro xỉ để hoàn nguyên các khu vực đã kết thúc khai khoáng theo chỉ thị 08 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời kiến nghị các bộ ngành liên quan và địa phương cho phép thí điểm dùng tro xỉ làm vật liệu san lấp. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua thì đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do bà Đinh Thị Phương Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ tịch nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa 15 làm trưởng đoàn đã tham dự hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu IPU lần thứ 8 do Quốc hội Ai Cập và Liên minh Nghị viện Thế giới IPU phối hợp tổ chức tại Ai Cập. Tại hội nghị, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã tham gia tích cực, đóng góp ý kiến tại các phiên thảo luận và nhận được sự đánh giá cao của các đại biểu.
Tại hội nghị, đoàn Việt Nam đã chia sẻ mối quan ngại chung về tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu và thông tin về những nỗ lực của Quốc hội Việt Nam, trong đó có các nghị sĩ trẻ trong lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu. Đoàn Việt Nam nhấn mạnh về nỗ lực của Quốc hội từ việc ban hành pháp luật để tạo hành lang pháp lý để thực hiện các cam kết quốc tế về chống biến đổi khí hậu, đến việc đưa cam kết thực hiện giảm phát thải khí nhà kính vào hệ thống pháp luật để toàn dân thực hiện. Việt Nam cũng đề nghị các cái quốc gia và các nghị viện thành viên là thực hiện nghiêm túc cái thỏa thuận Paris và cái công ước khung về thích ứng biến đổi khí hậu tại COP26 và chuẩn bị tinh thần cho cái COP27 sẽ tổ chức, dự kiến sẽ tổ chức tại Ai Cập trong năm 2023. Và nội dung đặc biệt quan trọng, Việt Nam đã kiến nghị là với mong muốn là sẽ tổ chức hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Việt Nam. Nội dung trao đổi của đoàn Việt Nam tại hội nghị đã nhận được sự quan tâm của các đoàn tham dự. Một số tổ chức quốc tế cũng đã tiếp cận và bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam trong vấn đề đảm bảo an ninh lương thực, xây dựng ngân sách xanh và chống biến đổi khí hậu. Vừa rồi là những thông tin của hoạt động Quốc hội đáng chú ý. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng quay trở lại với đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh để đến với những thông tin tiếp theo trong chương trình Việt Nam ngày mới. Vâng, xin trở lại với thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin cảm ơn những thông tin từ biên tập viên Hương Quỳnh tại trường quay ở thủ đô Hà Nội. Chị vừa truyền tải đến chúng ta những hoạt động nổi bật của Quốc hội. Tiếp tục trong Việt Nam ngày mới, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi những nội dung về dân sinh đáng chú ý. Thái Lan, Lào và Việt Nam đang thảo luận về việc mở các tuyến xe buýt mới kết nối các điểm đến nổi tiếng của ba nước. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký quyết định số 767 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040. Thưa quý vị, Thái Lan, Lào và Việt Nam đang thảo luận về việc mở các tuyến xe buýt mới kết nối các điểm đến nổi tiếng của ba nước. Theo đó, thì chính phủ Thái Lan đã chấp thuận đàm phán nhằm xúc tiến mở một tuyến xe buýt dài 300 km kết nối ba nước qua tuyến R12 từ Nakhon Phanom của Thái Lan đến thị xã Tha Khẹt, tỉnh Kham Muang, Trung Lào và sang tỉnh Hà Tĩnh của Việt Nam. Ba nước với nhiều điểm tham quan văn hóa và nghệ thuật địa phương, đền đài và các địa điểm tôn giáo, cũng như các kỳ quan thiên nhiên như thác nước, núi và bãi biển. Để giảm thiểu ùn tắc giao thông trên tuyến và tăng hiệu quả khai thác hệ thống hạ tầng giao thông hiện có trên tuyến, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề xuất thành phố Hà Nội cho phép các phương tiện gồm xe vận tải khách khối lượng lớn từ 24 chỗ trở lên, các loại xe công vụ, xe cứu nạn, xe buýt thường được lưu thông trên tuyến đường dành riêng cho xe buýt BRT01. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, hiện tại xe buýt BRT chạy trên làn riêng tại các đoạn Ba La, Quang Trung, Lê Trọng Tấn, đường trục Bắc Hà Đông, Tố Hữu, Lê Văn Lương, Láng Hạ, Giảng Võ. Các đoạn đi hỗn hợp với các phương tiện khác gồm đoạn bến xe Yên Nghĩa Ba La, đoạn Giang Văn Minh, Kim Mã. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký quyết định số 767 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040. Theo đó, thì phạm vi lập quy hoạch chung thành phố Phú Quốc đến năm 2040 bao gồm toàn bộ diện tích đất tự nhiên là 589,27 km2, gồm có 2 phường Dương Đông, An Thới và 7 xã Cửa Cạn, Gành Dầu, Bãi Thơm, Hàm Ninh, Cửa Dương, Dương Tơ và Thổ Châu. Dự báo đến năm 2040, Phú Quốc có khoảng 680.000 người, trong đó bao gồm dân số quy đổi từ khách du lịch, lao động tạm trú, khoảng 250.000 người. Mục tiêu quy hoạch là phát triển thành phố Phú Quốc trở thành một đô thị biển đảo đặc sắc, một trung tâm du lịch, chính trị, văn hóa, quản lý phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, thông minh, tiết kiệm năng lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển. Công viên văn hóa Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh rộng 37 hecta nhưng kinh phí đầu tư chỉ hơn 90 tỷ đồng. Khó khăn về nguồn vốn là một trong những nguyên nhân khiến nơi đây vẫn ngổn ngang sau 20 năm thi công. Mặc dù không đầu tư xây dựng mới, nhưng công viên vẫn được duy tu, bảo dưỡng, cải tạo cảnh quan từ nguồn ngân sách hàng năm của thành phố Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, công viên văn hóa Gò Vấp được mệnh danh là một trong những nơi có diện tích rộng lớn bậc nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng hiện vẫn là bãi đất trống và chưa được đầu tư xây dựng. Vì thiếu nơi vui chơi giải trí nên hàng ngày người dân vẫn đến đây để tập thể dục. Và nơi đây cũng được mệnh danh là lá phổi xanh của quận Gò Vấp. Hầu như là ngày nào cũng đi hết, thích lắm. Buổi chiều là mát mát là dẫn con đi dạo, chụp hình dạo, đi tản bộ, người lớn tuổi thì đi tập thể dục rất là nhiều. Thoáng mát với lại không gian tự nhiên, hoang sơ, giữ được phong cách nét đẹp của Việt Nam. Chị thấy như thế này là ổn, là tốt. Còn Gò Vấp còn có cái lá phổi, cả cái khu dân cư đông đúc này mà không có một cái khu mà cây cối được như thế này thì bí bách, gò bó. Theo quy hoạch từ năm 2001, công viên văn hóa Gò Vấp khi xây dựng hoàn thành được kỳ vọng có thể phục vụ 10.000 người mỗi ngày và đón 3 triệu lượt khách đến vui chơi, giải trí mỗi năm. Tuy nhiên, công viên hiện chỉ có một vài hạng mục, còn lại là các bãi đất trống. Là mấy chục năm nay rồi không có tiếp tục xây dựng, cũng không cải tạo, nâng cấp hay như thế nào. Mà hiện nay thì chủ yếu là mới được một số cái cây thôi. Thế còn gọi là một cái công viên cho nó đẹp thì nó chưa đạt. Tiếp tục nâng cấp cái công viên này cho nó có đủ khu vui chơi cho bà con, cho các cháu thiếu nhi. Và giữ lại các cái mảng xanh này và làm những cái khu cho nó đẹp hơn. Theo ông Vũ Văn Điệp, Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, việc nâng cấp, đầu tư, xây dựng công viên theo quy hoạch vẫn chưa thể triển khai do không đủ ngân sách. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng công viên nhưng hiện chưa có đơn vị nào tham gia. Tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng gặp chị Diệu Anh ở trường quay thủ đô Hà Nội để cập nhật những thông tin về thời tiết. Thưa chị Diệu Anh, Bắc Bộ và Trung Bộ thì vẫn đang trong những ngày nắng nóng cao điểm. Và nắng nóng nhiều ngày như thế này thì thường là sẽ kèm theo nguy cơ cháy rừng cao, có phải không ạ? Dạ vâng, xin chào buổi sáng hai chị. Đúng là như vậy ạ. Vùng nắng nóng thì đang ngày càng mở rộng và sẽ gay gắt hơn. Đặc biệt là tại khu vực miền Trung đã có cảnh báo cháy rừng cấp 4 tới cấp 5, cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm ạ. Thưa quý vị, nắng nóng thì lại cộng với gió phơn Tây Nam thổi mạnh đang đẩy các cánh rừng vào nguy cơ cháy cao, đặc biệt là tại khu vực miền Trung. Nắng nóng gay gắt 39 độ lại không có mưa suốt hơn một tháng qua, khiến cho các lớp thực bì tại đây khô nỏ và rất dễ bắt lửa. Chỉ cần một sơ suất nhỏ là có thể thiêu rụi cả cánh rừng. Chỉ cần toàn bộ những cánh rừng tại 15 tỉnh thành miền Trung đều nằm trong nguy cơ cháy cao và cực kỳ nguy hiểm. Vậy nên người dân tuyệt đối không đốt thực bì trong và gần bìa rừng. Mang tất cả các vật liệu dễ cháy ra khỏi bìa rừng. Vùng nóng tại khu vực Trung Bộ thì đang tiếp tục được mở rộng, xảy ra từ Thanh Hóa trở vào cho tới Thừa Thiên Huế với nhiệt độ cao từ 35 cho tới 36 độ, có nơi thì có thể trên 36 độ. Dự báo là nắng nóng tại đây sẽ còn kéo dài đến hết tháng này. Ở khu vực Bắc Bộ, mức độ nóng và thời gian nóng thì sẽ xảy ra tăng lên trong ngày hôm nay. Vùng nóng vẫn tập trung chủ yếu ở khu vực Trung Du và Đồng Bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội. Nhiệt độ toàn miền cao nhất phổ biến quanh ngưỡng nhiệt là từ 35 cho tới 36 độ. Trời nắng nóng kéo dài từ 10 giờ tới 17 giờ. Những du khách đang có kế hoạch tới Huế tham gia lễ hội khinh khí cầu dịp cuối tuần này thì sẽ dễ bắt gặp nắng nóng. Tuy nhiên thì trời sẽ không mưa và gió sẽ thổi nhẹ, sẽ giúp cho trải nghiệm của du khách được thuận lợi hơn. 35 độ thì sẽ là mức nhiệt cao nhất vào ngày hôm nay và thứ hai đầu tuần sau. Sang tới thứ ba thì trời sẽ còn nóng và nóng hơn nữa khi mà nhiệt độ tăng thêm 2 độ, chạm ngưỡng là 37 độ. Trời sẽ nóng đến khoảng 16 giờ. Hoạt động bay tự do là trải nghiệm đặc biệt và độc đáo nhất trong lễ hội khinh khí cầu năm nay. Du khách sẽ được ngắm nhìn những di tích dọc các con sông Hương như là chùa Thiên Mụ, các lăng tẩm hay là phá Tam Giang. Vâng, vừa rồi đã là những thông tin thời tiết đáng chú ý và tôi sẽ còn quay trở lại trong phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì xin trở lại trường quay thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin được cảm ơn chị Diệu Anh và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở phần cuối của chương trình. Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả sẽ cùng đến với những tin tức quốc tế có trong Việt Nam ngày mới. Với 234 phiếu thuận và 193 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã tán thành dự luật vì cộng đồng an toàn hơn về kiểm soát súng đạn. Vài giờ sau vụ xả súng ở Oslo,
khiến 2 người thiệt mạng và ít nhất 10 người bị thương nặng. Cảnh sát Na Uy đang điều tra vụ việc theo hướng đây là vụ tấn công khủng bố. Lũ lụt đã khiến hơn 5 triệu người Ấn Độ phải sơ tán tới những nơi ở tạm. Nhiều người bị cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Sau đây sẽ là thông tin đầu tiên trong nội dung quốc tế. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành đạo luật về kiểm soát súng đạn. Đây là cải cách liên bang đầu tiên về luật súng đạn trong 3 thập kỷ tại nước này. Trong tuyên bố tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden khẳng định đây là một ngày trọng đại. Vào ngày 24 tháng 6, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật lưỡng đảng nói trên, được coi là quy định về vũ khí quan trọng nhất trong gần 30 năm qua ở một đất nước đang bị chấn động bởi các vụ xả súng xảy ra hàng ngày. Với 234 phiếu thuận và 193 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã tán thành dự luật vì cộng đồng an toàn hơn về kiểm soát súng đạn. Dự luật trên được đưa ra sau khi xảy ra vụ xả súng đẫm máu tại một trường tiểu học ở bang Texas và tại một siêu thị ở thành phố Buffalo, bang New York. Đàm phán liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran sẽ được nối lại trong vài ngày tới. Tuyên bố được đưa ra khi đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU Joseph Borrell có chuyến thăm Iran và gặp gỡ các nhà lãnh đạo của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Chuyến thăm của ông Borrell tới Iran trong hai ngày 24 và 25 tháng 6 là một phần trong nỗ lực nhằm khôi phục lại đầy đủ thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện JCPOA. Chuyến thăm bất ngờ trên diễn ra sau khi Ngoại trưởng Amir Abdullahian tuần trước cho biết Iran vẫn tin tưởng rằng phán quyết có thể thành công. Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Amir Abdullahian nhấn mạnh Iran vẫn nghiêm túc về việc hồi sinh thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc thế giới nhằm chấm dứt các lệnh trừng phạt kinh tế, và Mỹ trở lại là một bên ký kết thỏa thuận này. Năm 2015, Iran ký JCPOA với nhóm P5+1, gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức. Tuy nhiên, tháng 5 năm 2018, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận này và tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran, dẫn đến việc Tehran dần từ bỏ một số cam kết trong thỏa thuận. Vài giờ sau vụ xả súng ở Oslo khiến 2 người thiệt mạng và ít nhất 10 người bị thương nặng, cảnh sát Na Uy đang điều tra vụ việc theo hướng đây là vụ tấn công khủng bố. Cảnh sát Oslo cho biết trên mạng xã hội Twitter rằng một nghi phạm là nam giới đã bị bắt ngay sau vụ xả súng. Ông Christian Hadlo, luật sư của cảnh sát, tiết lộ rằng người đàn ông này là công dân Na Uy, 42 tuổi, người gốc Iran, có tên trong danh sách theo dõi của các cơ quan tình báo nội địa và đã từng xa lưới pháp luật vì những tội danh như sở hữu dao và ma túy. Nghi phạm đã nổ súng bên ngoài 2 hộp đêm và một quán ăn. Luật sư Hadlo cũng cho biết giới chức đã cáo buộc đối tượng này với tội danh giết người, âm mưu giết người và khủng bố. Ông cho biết giới chức đang điều tra vụ nổ súng như một vụ tấn công khủng bố vì quy mô của hiện trường vụ án cũng như các ca tử vong và thương tích. Luật sư bào chữa cho nghi phạm chưa đưa ra bình luận về sự việc. Lũ lụt đã khiến hơn 5 triệu người Ấn Độ phải sơ tán tới những nơi ở tạm. Nhiều người bị cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Họ đang phải trải qua thời điểm hết sức khó khăn khi thiếu nước sạch và thực phẩm. Đường cao tốc, bờ đê hay các vị trí ở trên cao được những người dân vùng lũ lụt tận dụng để trú ẩn sau khi nhà của họ bị chìm trong nước. Chúng tôi khó kiếm được thức ăn và nước uống, phải ở trên đường vì không có chỗ nào khác. Nước đã ngập vào chỗ chúng tôi sơ tán. Đợt lũ đầu tiên phá hủy hoàn toàn nhà của tôi. Giờ đợt lũ thứ hai để chúng tôi đến sống ở chỗ nhỏ hẹp này. Chúng tôi không có nước uống, còn giữ được gì thì cũng dùng hết rồi. Khoảng 108 gia đình đang ở đây, hơn 300 người, từ trẻ em đến người già, đều ở đây. Tình hình rất khắc nghiệt. Trong đợt lũ lụt hiện nay đã có ít nhất 117 người thiệt mạng, theo thống kê của cơ quan chức năng địa phương. Gió mùa mang mưa lớn và lũ lụt đến với Nam Á, thường trong khoảng tháng 6 đến tháng 10. Giai đoạn này, nước sông thường tràn bờ. Tuy nhiên, những hình thái thời tiết cực đoan đã trở nên phổ biến hơn. Các nhà môi trường học cảnh báo, biến đổi khí hậu có thể dẫn đến những thảm họa còn nghiêm trọng hơn.
Một vụ tai nạn liên hoàn giữa hai xe ô tô và ba người điều khiển xe máy. Tình huống này chúng ta vẫn thường thấy khi các chủ phương tiện không làm chủ được tốc độ và thiếu quan sát khi chuyển hướng từ đường thẳng vào các ngõ rẽ, đường nhánh. Khi có ý định chuyển hướng vào đường nhánh, xe ô tô bán tải đã không giảm tốc độ, không nhường đường cho các phương tiện ở chiều đường ưu tiên, nên đã xảy ra va chạm với hai phụ nữ điều khiển xe máy. Cú va mạnh khiến cả người và xe bay sang làn đường bên cạnh và bị xe ô tô màu trắng cán qua. Một người phụ nữ điều khiển xe máy đằng sau cũng đâm vào chiếc xe máy gặp nạn. Các nạn nhân đều bị ngã ra đường, còn tài xế ô tô màu trắng sau pha vạ lây cũng điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Đa phần ý kiến đều cho rằng tài xế xe bán tải đã thực hiện hành vi chuyển hướng của mình một cách cẩu thả. Nếu giảm tốc độ nhường đường cho các phương tiện phía trước thì tai nạn đã có thể được ngăn chặn. Tốc độ của hai người điều khiển xe máy cũng là khá cao. Khi phát hiện ra xe ô tô bán tải cố định chuyển hướng, đã phanh xe nhưng không kịp. Chưa kịp đưa chân xuống đường để hãm tốc độ của xe lại thì đã xảy ra va chạm. Tình trạng chấn thương của người điều khiển xe máy chắc chắn không hề nhẹ. Riêng lái xe ô tô màu trắng có lẽ vì quá cuống và có phần hoảng sợ nên đã điều khiển xe bỏ đi, khi thực chất lỗi không thuộc về mình. Về nguyên tắc, lái xe có thể rời đi sau vụ tai nạn, nhưng phương tiện không được di chuyển, nó sẽ gây ra khó khăn cho công tác xét nghiệm hiện trường của lực lượng chức năng giải quyết vụ việc. Với những tình huống người điều khiển ô tô chuyển hướng sai quy định gây tai nạn sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đến 12 triệu đồng, bị tước giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng. Bên cạnh đó, việc bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm là một hành vi bị ngăn cấm. Cần chú ý rằng bỏ trốn để trốn tránh trách nhiệm khác với bỏ trốn để tự vệ. Điều này có nghĩa rằng bỏ trốn nhưng sau đó đến cơ quan công an trình báo khi đã bình tĩnh hơn là hành vi được phép. Sau một ngày đi làm mệt mỏi về đến nhà, thứ mọi người cần nhất đó là những giây phút nghỉ ngơi, thảnh thơi, yên tĩnh. Nhưng những người dân trong khu phố sau đây lại không may mắn như vậy. Đoạn clip ngắn ghi lại được cảnh một nhóm người tụ tập các phương tiện phân khối lớn để rú ga, nẹt bô, trong khi lúc này đã là 1 giờ sáng. Mặc dù đã có người xin đừng làm ồn, nhưng những thanh niên đã bỏ qua và tiếp tục thể hiện uy lực của những chiếc xe hàng trăm triệu. Xe thì đắt thật đấy, nhưng mà người thì quá là kém sang. Không biết việc nẹt bô vào 1 giờ sáng thì các thanh niên này đang định thể hiện điều gì. Hành vi tụ tập đông người, nẹt bô rú ga liên tục trong khu dân cư từ 22 giờ đến 5 giờ, hiện nay mức phạt tối đa mới chỉ dừng lại là 600.000 đồng. Bên cạnh đó cũng có thể xử lý về hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng với mức phạt tiền từ 500 đến 1 triệu đồng. Những chiếc xe đắt tiền sẽ càng đẹp hơn nếu như chủ phương tiện có cách hành xử văn minh, văn hóa nơi công cộng. Cộng đồng chơi xe phân khối lớn ở nước ta chắc chắn cũng không ai ủng hộ cho hành vi của nhóm thanh niên này. Các bạn đã tự làm hình ảnh những người đam mê xe phân khối lớn bị xấu đi trong mắt cộng đồng. Điểm mù giao thông xin phép được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Rất là cảm ơn anh Lê Huy cùng với những cảnh báo trong chuyên mục điểm mù giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục trên mạng có gì ạ? Dạ vâng ạ, và trước khi đến với chuyên mục tiếp theo thì Nga Quỳnh hỏi thử chị Thảo một câu ạ. Theo chị Thảo thì anh hùng giữa đời thường là một người có dung mạo hay là biểu hiện như thế nào? Nếu mà nói anh hùng á hả? Anh hùng thì Phương Thảo nghĩ rằng là chắc là một nhân vật có trong những bộ phim của Marvel đúng không? Nhưng mà còn là một anh hùng giữa đời thường thì chắc sẽ là một người rất là tốt bụng và có thể là giúp đỡ chúng ta trong mọi hoàn cảnh ạ. Dạ vâng ạ. Thưa quý vị, anh hùng là một người giống như chị Thảo mới vừa chia sẻ đó, là một người có lý tưởng cao đẹp với lối sống cống hiến, thực hiện điều mà mình tin tưởng mà không hề sợ hãi hay là lùi bước trước khó khăn đúng không ạ? Nghe cao siêu là vậy nhưng mà không cần tìm đâu xa nha quý vị. Chỉ cần nhìn ra đường phố thì chúng ta cũng có thể dễ dàng bắt gặp những anh hùng giữa đời thường. Họ không có lấy một chiếc áo choàng nào hết và mới đây thì hàng chục người dân đã cùng nhau giúp sức giải cứu thành công nữ tài xế và hai cháu nhỏ mắc kẹt trong ô tô bị lật ngửa dưới mương tại Quốc Oai, Hà Nội. Chúng ta sẽ cùng theo dõi video clip sau đây để xem tình huống này chi tiết như thế nào nhé.
Đúng là những cái tình huống nhiều khi trong cuộc sống chúng ta không có lường trước được. Nhưng mà cái quan trọng đó chính là cái tình cảm giữa những người có thể là chẳng quen biết gì đâu ạ. Bản thân tôi cũng vậy, thỉnh thoảng thì khi mà tôi đi ở ngoài đường, tôi gặp những cái sự cố ở trên đường thì cũng có những người đến giúp đỡ mình. Tôi cũng biết là Nga Quỳnh là một người rất là thích giúp đỡ người khác. Nhưng mà hình như là đôi khi là mọi sự nó không thuận theo ý của mình, đúng không ạ? Đúng rồi, thật sự luôn quý vị ơi. Có nghĩa rằng là Nga Quỳnh rất là tôn trọng và cũng rất là đề cao sức mạnh cộng hưởng chị. Khi mà mọi người có cùng với nhau một cái lý tưởng và mọi người cùng giúp đỡ cho nhau thì xã hội và cuộc sống của chúng ta hẳn sẽ tốt đẹp hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì giống như là có một lần chị Thảo chắc là đang đề cập đến việc là Nga Quỳnh rất là muốn giúp đỡ một người đang hết xăng giữa đường. Đó, thế là Nga Quỳnh cũng có kể cho chị Thảo nghe rằng là Nga Quỳnh chạy đến và đề nghị hỏi rằng là có muốn đi mua xăng giúp không, nhưng mà người ta sợ em lừa cho nên là không có dám. Nhưng mà điều đó cũng không khiến Nga Quỳnh ngần ngại trong việc tiếp tục trao gửi những yêu thương đến những người xung quanh mình. Quý vị hãy luôn luôn mình ý thức trong việc giúp đỡ mọi người xung quanh nhé. Vì điều đó có thể lan tỏa, truyền cảm hứng sống đến cho rất nhiều người khác nữa. Và cái điều quan trọng tôi nghĩ ở đây đó chính là cái niềm vui mà chính bản thân mình đã nhận được, quý vị ạ. Nhiều khi là chúng ta làm một cái việc gì đó, chúng ta trao đi á, không chỉ là người được nhận cái món quà đó họ cảm thấy vui đâu, mà chính bản thân mình ở trong lòng cũng cảm thấy rất là vui. Đúng giống rồi. Như Quỳnh nói á, Quỳnh muốn giúp đỡ người khác, thực ra là chính Quỳnh cũng sẽ là người cảm thấy vui nếu mà mình có thể làm được việc đó, đúng không? Dạ. Cảm thấy giống như là mình làm được một cái gì đó cho đời chẳng hạn. Dạ đúng rồi, giống như một câu nói mà Nga Quỳnh ghi nhớ đọc từ rất là lâu rồi nhưng đến bây giờ vẫn ghi nhớ, đó là khi mà mình tặng cho một ai đó một bông hoa là tay mình đã có hương thơm sẵn rồi. Dạ vâng ạ. Và tiếp nối cái câu chuyện làm những việc tốt và giúp đỡ những người khác, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn giới thiệu đến quý vị một nhân vật trong chuyên mục khách mời hôm nay. Quý vị thân mến, bác sĩ Huỳnh Thị Minh Tâm sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống cách mạng. Có bố là nhà cách mạng Huỳnh Văn Một, mẹ là bà mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Huê. Tác phẩm Còn Mãi Với Thời Gian do nhà xuất bản Quân đội Nhân dân vừa phát hành là quyển hồi ký của tác giả về truyền thống gia đình, quê hương, những năm tháng tham gia kháng chiến và khi trở về với cuộc sống đời thường với vai trò là bác sĩ, là chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi hưu trí, bà tích cực tham gia công tác xã hội, thiện nguyện, đã thành lập Quỹ Hỗ trợ Giáo dục và Tài năng Thể thao Học đường Thành phố Hồ Chí Minh. Và bác sĩ Huỳnh Thị Minh Tâm cũng sẽ là khách mời của Việt Nam Ngày Mới hôm nay. Hoàng Nhân cảm ơn hai bạn dẫn tại trường quay và kính chào quý vị khán giả đang theo dõi truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, trong buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại một vị khách mời đặc biệt và vị khách mời này cũng đã từng xuất hiện trong khách mời hôm nay của ngày 1 tháng 5. Xin được giới thiệu bác sĩ Huỳnh Thị Minh Tâm. Hoàng Nhân cảm ơn cô đã nhận lời tham gia chương trình sáng nay ạ. Cô chào Hoàng Nhân, chào quý khán giả. Và ngày hôm nay chúng ta gặp gỡ cô với vai trò là một nhà viết sách khi mà cô vừa cho ra mắt quyển sách là Còn Mãi Với Thời Gian do nhà xuất bản Quân đội ấn hành. Đây là một quyển hồi ký để có thể nhìn lại cái quá trình hoạt động cách mạng cũng như là hoạt động cống hiến sau này của bác sĩ. Vậy thì bác sĩ Minh Tâm có thể cho quý vị khán giả được biết với cuốn sách này thì cô đã ấp ủ trong bao lâu, là cuốn sách thứ mấy mình viết cũng như là cái tâm huyết của cô vào cuốn sách này như thế nào đây ạ? Đây là lần đầu tiên mà cô là ấp ủ rất là nhiều năm, nhưng mà cô chưa có điều kiện, tại vì lúc đó cô cũng còn đi dạy, năm 2018 á, cô còn đi dạy. Rồi sau 2 năm Covid á, cô ở nhà cô có thời gian, cho nên cô viết được. Rõ ràng là với những chia sẻ vừa rồi, chúng ta thấy là có được một quyển sách cho ra đời thì mất rất nhiều thời gian, đúng không ạ? Vậy thì không biết rằng trong quyển sách với 250 trang này và có 12 chương, thì bác sĩ Minh Tâm cảm thấy là mình bồi hồi nhất với chương thứ mấy? Và có thể nói là bác sĩ Tâm sẽ dành nhiều tâm huyết, nhiều thời gian để nhớ về cái chương này và dành nhiều cảm xúc nhất cho chương này là chương thứ mấy đây ạ? Thì phải nói là cô muốn chia sẻ với Hoàng Nhân, tức là cô đặt cái chương 2 á là cái chương mà cô rất là tâm đắc. Rồi cho nếu mà nói thích á, thì chắc cô thích cái chương này. Bởi vì cái chương này á thì như cái ban đầu cô đã nói, tức là cô còn nặng nợ rất là nhiều người, trong đó là đấng sinh thành của cô, rồi những người thay mặt là ba mẹ cô để cho ba mẹ cô an tâm đi làm công tác, đi làm cách mạng, thì nhiều người đã nuôi dưỡng cô dữ lắm. Mặc dù cô sống với những gia đình đó không lâu đâu, có nơi thì vài tháng, có nơi một năm hoặc hai năm, tại vì cái tình hình lúc đó là Hoàng Nhân biết rồi, khi mà họ biết là nuôi con của cộng sản đó thì rất là khó khăn. Thì cô đặt cái là những ngày thơ ấu bên mẹ,
Thật ra là bên mẹ, cô ở bên mẹ không nhiều đâu. Cho nên là cô nhớ rất là kỹ Hoàng Nhân ơi. Tại vì sao cái đúng là cái tuổi thơ đó, 5-6 tuổi là có những cái kỷ niệm mà mình lưu giữ tới ngày hôm nay. Thậm chí 5-6 tuổi mà không biết Nhân có đọc lúc mà mẹ cô bị ở tù á, cô cũng chịu ở tù với mẹ, trong khi bên ngoại rước mà cô không về, cô lại ở với mẹ. Tại vì tình cảm mà đối với người mẹ, đối với đứa con mà ha, tuyệt vời lắm, cho nên làm sao mình muốn xa mẹ được. Đó, rồi trong những năm tháng đó là mẹ cô vẫn tiếp tục đi là tham gia kháng chiến, rồi được tổ chức là cũng phải giới thiệu cho hoạt động thì làm sao mình giữ tụi cô được. Và quả thật những cảm xúc rất là đáng nhớ, và đặc biệt rằng một cái dấu ấn không thể quên với tuổi thơ của bác sĩ Minh Tâm khi mà phải xa mẹ liên tục, cho nên là những ngày gần mẹ là những ngày đáng nhớ nhất trong đời. Và để cho quý vị khán giả có thể hình dung thêm về quyển sách này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tâm sự chia sẻ ngay sau đây của một chuyên gia và cũng có thể gọi là một độc giả khi mà tiếp cận cuốn sách này. Đây cũng sẽ là một món quà đặc biệt dành cho bác sĩ Minh Tâm trong buổi sáng ngày hôm nay. Mời bác sĩ Tâm và quý vị khán giả cùng theo dõi ạ. Cái chữ mãi mãi với thời gian hay là còn mãi với... chính là cái cách để ghi ơn, ghi nhớ lại những cái công ơn của những người đã ngã xuống trong cái quá trình, trong cái sự nghiệp đó. Thì đây là một cái cuốn sách mà chúng tôi thấy là khi đọc đến từng trang nó đã tạo ra điều kiện cho người ta nhìn thấy chân dung một con người đã bạch, chân dung một tuổi trẻ. Và cái chân dung tuổi trẻ đó nó còn mãi thời gian, khi mà chính cái chân dung tuổi trẻ đó, từng trang đó lại giúp cho chúng ta khi đọc lại thì thấy được như là chúng ta cũng cần phải hành động như thế, cũng phải có cái tâm sáng như thế. Thì cái đó là cái mà nó nhắc nhở cho chúng ta. Vừa rồi là những chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Minh Hồng về quyển sách Còn Mãi Với Thời Gian. Không biết là với những chia sẻ vừa rồi thì cảm xúc của cô như thế nào đây ạ? Phải nói là cô rất là xúc động. Thì thầy đã coi như là chia sẻ và đồng cảm với cô. Phải nói là thầy có những cái nhận xét như vậy đó là cô rất là vui. Như vậy vừa xúc động mà vừa vui. Trong phần chia sẻ vừa rồi thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Minh Hồng cũng có nhắc về một cái chương trong quyển sách này, đó là chương về thế hệ trẻ. Khi mà mọi người dùng cái từ triệu mến là mẹ Tâm dành cho bác sĩ Minh Tâm, khi mà cô đã cùng đồng hành với quỹ thiện nguyện của mình, đã chăm lo công tác an sinh xã hội và đã khu mang hỗ trợ rất nhiều những cái hoàn cảnh cơ nhỡ cũng như là những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Vậy thì cô có thể chia sẻ một tí xíu về quỹ của mình được không ạ? Thể nói là nhà nước mình thì cũng có nhiều hội, cũng có nhiều quỹ và cũng phân công hội chữ thập đỏ rồi mặt trận để lo cho dân nghèo. Nhưng mà cô đó thì thôi, mình góp phần, coi như nhiệm vụ của mình thành lập cái quỹ hỗ trợ giáo dục và tài năng thể thao học đường thành phố Hồ Chí Minh là để cùng góp phần. Mình là một cái tổ chức xã hội nhỏ đây ha. Thì cô rất là tâm huyết, với lại cái như là mình đã được trải qua kháng chiến, được học của mình. Phải tất cả là phải làm tốt cái công tác dân vận thì mình mới vững được ha. Cho nên là cô thấy từ cái chương trình của cô đi á, là cô làm tắt dân vận, mà đặc biệt cái đối tượng mà cô chọn để mà đồng hành với lại cái quỹ là Nhân biết ai không, là hội phụ nữ các nơi. Tại vì người phụ nữ bao giờ thì người ta cũng gắn với hội mà ta chăm lo cho gia đình, cho con cái, cho nên mình muốn chăm lo mấy em con của các chị về vấn đề học tập, về vấn đề giáo dục thì chính là bà mẹ mình phải gắn. Cho nên cô thấy là mười mấy năm, quỹ thì thành lập 10 năm nhưng mà trước đó thì đã trước rồi, là 3 năm trước rồi mới có giấy phép. Thì
tôi thấy là có kết quả là vì có những người á thì rất là ủng hộ với cô. Dạ, được biết quyển sách Còn Mãi Với Thời Gian là một quyển sách được xuất bản không vì mục đích thương mại, cho nên là rất là khó để độc giả có thể tìm đọc trên thị trường. Vậy thì nếu như mà quý vị độc giả có quan tâm để có thể tìm hiểu về một giai đoạn lịch sử của dân tộc qua những lời kể rất là thực, rất là sinh động như thế này, thì độc giả có thể tìm đọc quyển sách Còn Mãi Với Thời Gian qua những cái kênh nào để thưa bác sĩ Tâm? Thì cô được biết khi mà cô đưa bản thảo này đến nhà xuất bản Quân Đội á, thì các anh hỗ trợ cho cô để hoàn thành tốt, tức là rất là dày công để mà giúp, tại vì cô là tay ngang mà cô viết mà, cho nên là giúp cô ở nhà xuất bản Quân Đội có lấy 700 quyển, có in thêm 700 quyển để đưa vào các cái thư viện Quân Đội, cái đó là một nơi. Rồi bản nhà cô 500 quyển, thì hiện nay cô phát hành là khoảng là 300 quyển, cũng cho bạn bè thân thiết gia đình thôi. Nếu như mà những độc giả nào mà quen với cô đi, có biết cô đi, thì có thể là gọi điện thoại cho cô và cho cô địa chỉ và cho cô số điện thoại, cô sẽ gửi để tặng. Còn mà nếu có nhu cầu nhiều hơn chắc phải tái bản. Tái bản mà cô không có nguyện vọng mà để bán đâu, thương mại đâu. Cô tặng là chính thôi, hưu trí rồi mình cũng dành dụng được số tiền mình cũng làm việc này. Dạ, xin được cảm ơn cô rất là nhiều với những chia sẻ vừa rồi. Xin được chúc cô nhiều sức khỏe và dự định sắp tới của mình đối với quỹ hỗ trợ tài năng cũng như là thể thao học đường của mình, và đặc biệt là cái dự án viết sách tiếp theo cũng sẽ thành công nhé. Và bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng tiếp tục quay trở về trường quay với các nội dung tiếp theo trong chương trình sáng nay. Thưa quý vị, mạng xã hội Facebook từ lâu đã trở nên quen thuộc. Ở đó bao hàm mọi trạng thái tích cực và tiêu cực trong đời sống. Nếu biết chủ động chắt lọc thì đó cũng là một không gian mới mẻ giúp cho chúng ta học hỏi thêm được nhiều điều. Và chuyên mục cuốn sách tôi chọn hôm nay xin giới thiệu một ấn phẩm của nhà xuất bản Hội Nhà Văn, tập hợp những bài viết đã được đăng tải trên trang cá nhân của một đại biểu Quốc hội. Ông vốn là nhà khoa học, đã từng xuất bản vài chục đầu sách với nội dung chuyên sâu về kiến thức của ngành huyết học. Bên cạnh đó, ông còn có đam mê sáng tác nhạc, làm thơ. Mỗi vùng đất đi qua, dù là hiện tại hay quá khứ, đều đọng lại trên trang viết của ông nhiều hoài niệm. Chúng ta cùng nghe ông chia sẻ về cuốn Chuyện Trên Face với tư cách là tác giả. Quyển Chuyện Trên Face thì đó là những cái tình cảm của cá nhân tôi đối với quê hương, đối với đất nước, đối với quá khứ, đối với hiện tại, ở nhiều cái góc nhìn rất đa chiều. Khi là một cái cậu bé, khi thì là một cái người đã thành công rồi trong cuộc sống, khi là với tư cách là một đại biểu Quốc hội để tiếp xúc cử tri, rồi ví dụ như là thời sinh viên đi tàu hỏa, cả một cái thời kỳ mà chiến tranh rất ác liệt, được Đảng và Nhà nước cho chúng tôi từ Quảng Bình chuyển đi K8, hoặc là cái chuyện rất cảm động, nó cực kỳ cảm động, đó là cái chuyện của chị Tư, là một cái người nữ du kích ở miền Nam bị địch bắt, nhưng ở cái phút cuối cùng thì có một cái nguyện vọng là cho một đứa con 10 tháng của mình được bú được lúc mà bị bắn. Và cái câu chuyện đấy phải nói là hết sức là xúc động. Lệ Thủy quê tôi có một dòng sông rất đẹp, là dòng sông Kiến Giang. Đó là cái dòng sông mà chở nặng tình người. Đó là cái dòng sông mà ẩn chứa, lưu giữ được rất nhiều những cái giá trị văn hóa. Ví dụ như là Hò Khoan Lệ Thủy cũng là một cái di sản phi vật thể đã được công nhận rồi của quốc gia. Cái dòng Hò Khoan đấy, chúng ta nghe nếu như người ta hò ở trên dòng sông, khi người ta đi chèo thuyền, những cái đoàn thuyền chở rất nhiều tôm cá này, rồi là chở nặng thóc lúa gặt hái ở ruộng về đấy, nó tuyệt vời lắm. Những cái kỷ niệm đó nó ăn sâu vào trong ký ức cuộc đời của chúng tôi, của những đứa trẻ mà thời chúng tôi nữa, thì gắn bó rất mật thiết với dòng sông đó.
đó có thể là một cái lần được đi tập bơi đầu tiên mà nó rất thú vị. Đó có thể là những cái buổi mà đi làm đồng về, đi qua sông. Đó là những cái buổi mà phải nói là bị máy bay của giặc Mỹ, hoặc là những cái tình cảm của chúng tôi, của gia đình chúng tôi, bố mẹ rồi con cái, rồi anh em ruột thịt với nhau. Và nó được ẩn chứa vào trong cái dòng sông đó, nó sâu sắc, nó tuyệt vời vô cùng. Và chính vì vậy cho nên những cái trang viết mà về cái dòng sông Kiến Giang, là dòng sông cuộc đời của chúng tôi đấy, là nó rất sâu. Khi mà mình tham gia Facebook một cách nghiêm túc đấy, và có tinh thần trách nhiệm đấy, mình có thể tiếp nhận được rất nhiều điều hay, và cũng như là mình truyền đạt được rất nhiều điều thú vị, hoặc là những cái câu chuyện rất cảm động, rất tình người. Tôi rất vui mừng khi nhận thấy người đọc đã tiếp nhận các cái đoạn văn viết đó một cách hào hứng này, nhiệt tình này, và cùng chia sẻ. Thưa quý vị, phần cuối chương trình xin mời quý vị sẽ cùng gặp lại biên tập viên Diệu Anh tại trường quay ở thủ đô Hà Nội để tiếp tục cập nhật những thông tin về dự báo thời tiết. Thưa quý vị, mấy hôm nay thì khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh đều có mưa về chiều. Thì không biết tình trạng ngập úng liệu có lặp lại trong ngày hôm nay không thưa chị Diệu Anh? Dạ vâng thưa chị, là chiều qua tại thành phố Hồ Chí Minh thì mưa nhỏ, tuy nhiên thì chiều nay mưa dông dự báo là sẽ lớn hơn nên nguy cơ ngập thì cũng sẽ cao hơn ạ. Thưa quý vị, yếu tố gây mưa là gió đông nam thì vẫn đang hoạt động trong chiều nay, gây ra mưa cho tại thành phố Hồ Chí Minh. Lưu ý là khoảng thời gian từ 16 giờ cho tới 19 giờ, mưa sẽ gia tăng, cảnh báo là ngập úng tại những tuyến đường trũng thấp. Tuy nhiên thì đến tối mưa sẽ ngớt, thời tiết cũng mát mẻ ở ngưỡng 28 độ, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi dịp cuối tuần. Không chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều nay ở khu vực Nam Bộ thì mưa diện rải rác, vùng mưa với lượng mưa trên 20 mm, tập trung chủ yếu ở khu vực Cà Mau, Kiên Giang, An Giang và Cần Thơ. Trong mưa dông thì nguy cơ cao xảy ra hiện tượng lốc sét và gió giật mạnh. Mưa về chiều nhưng mà ban ngày thì trời vẫn sẽ nắng. Khu vực Tây Nguyên nhờ lợi thế địa hình cao nguyên nên nhiệt độ cao nhất chỉ từ 28 cho tới 32 độ. Tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ thì cảm giác sẽ oi nóng hơn với nhiệt độ phổ biến từ 32 cho tới 34 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, thưa quý vị, quanh huyện đảo Trường Sa ngày hôm nay thì sẽ có mưa dông, đề phòng theo đó là hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn huyện đảo Hoàng Sa thì vẫn sẽ có nắng, gió ở cấp 3 tới cấp 4. Vâng, vừa rồi đã là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Chúc quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Còn bây giờ thì xin trở lại trường quay thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin được cảm ơn chị Diệu Anh cùng với những thông tin thời tiết vừa rồi. Cũng hy vọng rằng là quý vị khán giả khi mà chúng ta lắng nghe những thông tin cập nhật và dự báo về tình hình thời tiết thì mình cũng sẽ chủ động hơn trong kế hoạch của mình. Đặc biệt là ngày hôm nay, ngày cuối tuần, chắc chắn là chúng ta cũng sẽ có rất nhiều những dự định cho những hoạt động vui chơi, giải trí ngoài trời. Và thưa quý vị, những thông tin này cũng đã khép lại Việt Nam ngày mới sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Phương Thảo, Nga Quỳnh và những người thực hiện xin mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào 6 giờ sáng mai cũng trên truyền hình Quốc hội Việt Nam.